Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi ngày hôm nay. Tôi vừa đi làm về rất mệt. Có cây sổ ở đây, tôi nhặt được một quả. Ta ăn thử xem nó ngon không? Mệt quá, vừa mệt vừa khát nước các bạn ạ. Mệt quá. Ta ăn thử quả này xem là nó ngon không? Có nó định cho gừng. Gừng đi các bạn ơi. Có gừng đây. Nhiều gừng phết đấy. Đây. Có muối. Mọi người ơi. Và tí cho một tí vị chính nữa vào. Có đậu chín thì ăn cũng ngon nhưng mà ăn hơi nhiều quá. Ăn xem ngon không? Cắt ra từng mũi này cho là tí mang đi rửa, trộn gia vị vào. Ở đây cho rửa cái này phát. Rửa cái thái, trộn gia vị vào cũng ngon. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Rửa đâu sạch sẽ. Sạch luôn. Ui giời. Ngon đấy. Ăn không? Ăn thì có đây ăn. Từ đó. Nhiều. Nhiều cái quần xấu. Cái phần nó cũng nhan hả? Hắn là khác. Phần con eo của thằng này. Chẳng của thằng này. Hắt chắc ươn là. Tuy nghèo nhưng có mấy con ngan đen đây này. Cả gia sản chỉ có bằng này con này. Chiến đấu đi. À, đập gừng vào. Được gừng vào mới ngon. Mùi khó mùi đi. Ghê nè. Thấp. Mùi ít con chó. Ui. Còn thế. Ui. Ngon lắm mọi người. Rồi. Ngon lắm. Được bỏ cái hạt vướng quá. Cái này xa. Vướng.
thì mặc túm lò cũng đủ người. Và họ căng mặc can này, vừa can vừa giặt năm thêm. Mặc túm mà chỉ mặc thăm mà, ra đi. Cô lô chỉ mặc thăm cho lô đủ người. Cũng mới đủ hai lần nè, để văn nè. Nhưng mà xuống xa mà ăn thì bà ra rạc nó chín chứ. Ừ. Ừ. Ngon đấy. Chỗ ớt thì cũng. Ừ. Không cần. Có gừng mà. Gừng này hơi để hơi to. Ngoan hết. Súp mới ngon. Thì mũi bên trong ngon hơn. Mũi bên ngoài này chắc chắc tí này. Thái miếng dày quá. Thấy không? Ngon. Ừ. Thì trong này ngon hơn. Ăn nó giòn hơn. Ai ôi. Trời nắng mấy ăn nó không ngon mấy. Chua. Mà chua mà ngon. Còn gà ăn đá. Thank you.
Ôi, no rồi. Ăn cho hết đi, còn mấy vài miếng đi. Chụp ạ. Ui, ngon lắm các bạn ơi. À, ngon và chua. Ăn thế này thôi, không ăn nữa đâu. Ngồi, bữa ăn sâu dọn nhá. Ăn sâu dọn nhá. Ăn hết đĩa sủ rồi đấy này mọi người ơi, giỏi chưa, dọn thôi đi. Giờ làm việc rồi đi lấy củi đó.